Kính chúc quý bạn hiểu đồng tu trong và ngoài nước thân tâm thường an lạc, vui, khỏe. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ với quý bạn hiểu đồng tu. Bởi vì là mình nói đây thì toàn những người nếu như những người giác ngộ và những người tu thì mới thấm thía chứ còn những người mà à, không giác ngộ thì không tu thì không hiểu được mình muốn chia sẻ đó. các bạn nhé bởi vì là ở cái màn này là cái màn à... gọi là loạn lạc mà vì sao là loạn lạc đấy các bạn thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là đối xác kim thân nói chung là chết 7 ngày 7 đêm đấy các bạn Người không tu thì à, âm binh hỏi thăm, lấy mạng, lớp đau chết kể thôi, vô số. Nên à, tôi cũng chỉ biết là động viên chia sẻ đến các bạn là đọc kinh niệm Phật ngồi thiền đấy các bạn. Để à, có một à, cái áo giáp, chia chữ với cái màn đại họa này. Trong nhà thì quý khóc, mà ngoài trời thì ma la. Quân Phật thì Phật giắc Mà quân ma thì ma giữ Mà tôi chia sẻ với các bạn Về cái cái chuyện là Vì sao mà nói là Đối xác kim thân các bạn nhé Chết 7 ngày 7 đêm nhé Thì Các bạn bớt chút thời gian Tôi cũng chia sẻ vài phút thôi Bởi vì là cứ một mạng người bằng xây bảy cái bảy cái chùa đấy các bạn nên là bạn nào hiểu diên cho dù là một bạn nghe mà một bạn làm theo mà một cứu được một người thì cái phước của tôi cũng như là xây được bảy cái chùa mà cái người được nghe cái hiểu diên mà nghe được cái lời tôi chia sẻ đây thì cũng là cũng như là cứu được mạng sống của cái người đấy đó các bạn bản thân tôi thì tôi không cần nhiều người nghe nhiều người biết nhưng một người nghe mà một người thấu hiểu thì còn hơn là nhiều người nghe mà gọi là vô cảm có nghĩa là tới đây là hô phong hoán võ lôi đình có nghĩa là trận cuồng phong bão tố khắp vùng đấy các bạn khắp vùng miền đông tây nam bắc đó các bạn thì có nghĩa là một chẳng hạn như một cơn lốc mà 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 xuống trần miền đấy các bạn. Giáng xuống trần miền đấy các bạn. Mà cái cơn lốc này là không phải như cơn lốc bình thường. Một một cơn lốc này là có thể cuốn cái con người ta đi là cách 7 km. Mà cơn lốc này là gấp 70.000 lần so với bình thường. Thì mà Tí tôi viết để nhân tiện đây tôi kể một cái câu chuyện này trước để các bạn dễ hiểu khi tôi muốn nói cái gì này có nghĩa là em trai tôi là đã từng à, thuê một em trai tôi là làm xăm lốp đại Hải ở km 208 Đ đắk Lấp thì à, em trai tôi có thuê một à, người này là người này là um, gọi là là thuê người làm đó các bạn mà em trai tôi là thuê cái 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 cậu này là à, là là phụ đó các bạn thì cái cậu này là vá lúc cái hôm đấy là cậu nó không tập trung cái tâm trí của cậu cậu làm việc nhưng mà cậu lại không tập trung cậu bé này không tập trung thì cậu bơm cái xăm của cho em trai tôi thì bơm là được à... nhẹ ra là bơm cái lốp này là phải 12 12 kg là nghỉ đó các bạn nhưng mà em ấy không tập trung cái tâm trí tâm trạng của em ấy là em không tập trung em đang nghĩ đến một cái chuyện khác thì em bơm quá 12 kg thì cái tâm trạng không tập trung mà gọi là làm là làm cái gì suy nghĩ cái gì hành động cái gì đều phải xuất phát từ tâm mà tâm em ấy không tập trung thì em ấy bơm quá 12 kg thì cái 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 xăm đấy nổ và đẩy em ấy lên cao 78 m đấy các bạn thì sau khi đẩy lên cao tám mét thì đập xuống thì ở quái hồng trần này thì các bạn thấy có còn hay không thì sau khi đưa tang lễ em ấy về phú thọ thì gia đình em ấy cũng rất chi là 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 là, là, là tử tế và rất tốt cũng không oán hận gì em trai tôi và em trai tôi đã rất là em ruột đi các bạn nhá tôi nói này là nói có sách mách có chứng nha thế là em trai tôi gia đình cũng rất cảm ơn rối rít bảo là thôi đấy là định mệnh và số phận của cháu đấy mà em lại còn tốt nó đem về thì gia đình bác vô cùng cảm ơn và vãn cảm tạ cháu cái tấm lòng vàng của cháu đã đem đem em nó về đến đây với gia đình bác bác lại cảm ơn cháu vô cùng bác cháu là người như vậy là có đạo đức đấy là người tốt đấy bác lại còn cảm ơn cháu rất nhiều thế là gia đình không đòi hỏi cái gì mà lại cảm ơn rối rít đi cái nhà đấy lại có tâm như vậy kìa thì trước khi đưa đi thì em tôi có báo với báo với tôi nhưng mà em tôi bảo là chị phải im lặng đấy vì là em tôi cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đó. Thì đây là em trước khi em đưa cái linh hồn cái 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 xác của em này đi thì em có báo cho tôi, báo cho tôi nhưng em cũng bảo là thôi chị đưa, em báo cho chị nhưng mà chị phải im lặng đừng có nói gì nhá. Thì em tôi cũng đang cũng vừa lo vừa sợ vừa cũng đang chưa biết là tình thế nó như thế nào, ra ra rồi gia đình họ sẽ như thế nào thế em tôi lúc đấy cũng ra đến ra đến Thanh Hóa thì em trai em trai kế của cái em trai ruột kế tôi lại cho em đưa cho em thêm mấy chỉ vàng nữa để hộ tống cho em để đưa xác cái em này ra Phú Thọ đấy. Thì hàng năm thì em trai tôi vẫn làm lễ cho cái em vẫn làm đám ta gọi là đám rỗ cho cái em trai này rồi đưa cái em trai này ra ra phú thọ thì gia đình rối rít như vậy nhưng mà em trai tôi cũng chỉ đưa tiền nhang khối cho cái gia đình ở phú thọ này gọi là 10 triệu để lo nhang khối thì lúc đấy là em tôi cũng đột ngột mà mà gia đình này cũng không có đòi hỏi gì cũng không bắt buộc gì cũng không lại còn không đòi hỏi cái gì cũng không nhận cái gì cơ chí có báo là lại còn cảm ơn cảm ơn chữ ngược như người ta là bắt đền đòi mạng mạng đòi mạng hay như thế nào đấy báo là định bệnh của em nó đến đấy rồi chứ đấy là do em đấy thôi mà cháu đã đem về đến đây thì bác gia đình bác vô đùng cùng cảm tạ và biết ơn gia đình đấy lại tốt như thế đó các bạn thì hôm nay tôi với chia sẻ cái trận cuồng phong này thì tôi nói đây thì có thể là một người nghe mà một người làm theo tu hành tu tâm sửa tánh ngồi thiền đọc kinh niệm Phật để trong đưa Phật vào trong tâm để cái 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 thần Phật cứu mình là khi chẳng hạn như cái trận cuồng phong đấy nó sẽ nó xảy ra ở cái vùng đấy nhưng mà thần Phật sẽ cho em xoay chuyển cho ta được tránh khỏi cái 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 trận cuồng phong đấy mà cái 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 trận cuồng phong này là cái cơn gió lúc xoáy này là không phải như bình thường đâu các bạn ạ mà nó xoáy chúng ta là gấp 70.000 lần thôi với những cơn gió bình thường đó các bạn mà nó đưa chúng ta đi là 7 km mà cái tôi đang nói là là cái cái em em mà có bơm lên cái lốp xe mà có văng lên có 8 mét mà đập xuống mặt đường mà chết tức thì đó các bạn chết tức tưới luôn thì mà khi chúng ta đã văng đi như vậy rồi thì liệu chúng ta có còn tại thế nữa không bạn mà khi chúng ta mở mắt ra được thì chúng ta vợ thì không nhìn thấy chồng mà chồng thì không nhìn thấy vợ bố không nhìn thấy con và con không nhìn thấy bố thì lúc đấy chúng ta cũng chả biết là vì là lúc đấy chúng ta tính lại thì chúng ta đâu có biết được nếu chúng ta tính được lại được được thần Phật gia hộ cho đối xác kim thân mà tính lại thì chúng ta cũng không biết được chúng ta lúc đấy ở đâu thế mới gọi là loạn lạc đấy các bạn thì quân Phật thì Phật giác mà quân ma thì ma giữ đấy các bạn trong nhà thì quỷ khóc mà ngoài trời thì ma la đấy các bạn cái thời này là gọi là thế mới gọi là loạn lạc đấy các bạn thì à, à, cái cái xác mà đã văng đã cuốn đã văng trận cuồng phong bão tố khắp vùng mẫu thâu xong ngày đó bình an nước rút sóng lặng gió tan sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần thì tôi chia sẻ như vậy thì các bạn cố gắng đọc kinh niệm Phật và đưa Phật vào trong tâm các bạn nhé để được ra hộ ở cái trận cuồng phong này có thể là chúng ta cái trận cuồng phong đấy sẽ báo động ở cái 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 vùng ở lãnh thổ đấy bởi vì là trời đất đang xoay chuyển mà các bạn đang kiến dạ mà các bạn gọi là thời kỳ xanh thanh lọc mà gọi là đang tận thế sàng lọc đấy các bạn đang lập lại uh, quả địa cầu đấy các bạn quả địa cầu đang lập lại đấy các bạn thì uh, các bạn uh, cố gắng nghe tôi nói được có nghĩa là 100 người nhưng một người không có ai nghe nhưng có một người nghe là tôi cũng vinh hạnh rồi tôi cũng tôi cũng tôi cũng, tôi cũng quý rồi bởi vì là cứu được một người bằng xây bảy tám cái chùa đấy các bạn tôi cũng thành tâm thành ý từ cái tâm việt của tôi mà chia sẻ lên đây cái thời này là, là 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 không phải là đơn giản đâu các bạn ạ mà tôi nói là nói có sách mách có chứng các bạn nhé tôi không phải là u mê cũng không phải thầy bà mà tôi nói lại có căn cứ nha các bạn các quân hiếu thảo hiền lành đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân được đổi xác kim thân bất hoại chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên chứng đặng đại la thiên tiên thiên, thiên bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công hội bàn đào thượng đồng tất cả các con nào đã quả dự vào thế rồi vĩnh viễn về sau chẳng còn chiến kiếp khổ đau trần miền chúng con được miên miên bất tử khoái lạc tiêu diêu ngự cạnh nhàn giống cạnh diêu điện mẫu hoàng luôn hướng lộc thọ phước an cửu trường phật mẫu ngự trên tường Tên thượng tầng cõi Hoàng Khai nhân loại bảo toàn hết lòng quằn quại sắc son hóa xanh dạy dỗ các con phản hồi. Nói chung là mẫu Hoàng là đã hóa xanh dạy dỗ các quân phản hồi mà các quân không 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 phản hồi được thì là cũng rất tiếc cho những ai ở quái hồng trần này mà à, không biết à, phản hồi nhé và không biết quay đầu làm bờ thì à, tôi cũng à, tiếc thay cho những ai đó vì khi chúng ta đã được đã đưa đưa Phật tâm vào trong tâm rồi á thì Thần Phật sẽ xoay chuyển cho chúng ta có thể là cái cơn lốc đấy nó sẽ xảy ra ở bất cứ lãnh thổ nào địa phận nào trong và ngoài nước nói chung là ở quả địa cầu đấy các bạn thì thần Phật xoay chuyển cho chúng ta để chúng ta rời khỏi cái 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 cơn lốc đấy trận cuồng phong bão tố khắp vùng mẫu thâu xong ngày đó bình an nước rút sóng lặng gió tan sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần chỉ có những người hiền lương mới được cứu độ đó các bạn tu tâm sửa tánh ngồi thiền người hiền đó các bạn thì thần phật đã đưa Phật vào trong tâm thì Phật sẽ xoay chuyển cho chúng ta từ cái chỗ chết sang cái chỗ sống đó các bạn. Lúc đấy có xảy ra thì chúng ta được cũng được chuyển đến một nơi khác rồi ạ. À. Thì bản thân tôi thì tôi cũng đã từ những cái cõi cõi chết trở về đây thì tôi nói với các bạn, đấy, như tôi và mẹ tôi nếu như mà ngồi bắt trí chỉ thêm có chốc nháy nữa thôi là đã tử mạng hai mẹ con rồi nhưng mà mẹ tôi là tôi đã nói nhiều rồi với các bạn mà. Tôi và mẹ tôi tu từ kiếp trước rồi nên kiếp này thần Phật đã xoay chuyển cho chúng tôi mà hai mẹ con ngồi bắt chí ở dưới, cây vông mà vừa rời khỏi cái gốc cây vông là xét đánh cái cây vông nó cháy rụi từ đầu ngọn đến đến, đến 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 đến, chân vậy mà hai mẹ con cứ ôm nhau cảm ơn thần phật trời đất lúc đấy là tôi chưa biết tu gì nhé tôi đang ở với mẹ tôi tôi đang nhỏ mà tôi đâu biết nói chuyện như này với các bạn đâu hôm nay là tôi mới ngô nguyên nói chuyện với thế này với các bạn chứ vì là tôi không nối được với các bạn thì thì tôi cũng không bình an mà tôi nối được với các bạn là cũng như là cứu được các bạn thì tôi cũng bình an các bạn ạ mà trận cuồng phong bão tố khắp vùng khắp vùng miền đấy các bạn gọi là quả địa cầu đấy các bạn khắp quả địa cầu luôn các bạn thì chúng ta cố gắng đưa tập đưa phật phật tánh vào trong tâm tu tâm dưỡng tánh ngồi thuyền để cái trận cuồng phong này mà khi chúng ta mở mắt ra là chúng ta không cần bản thân vợ thì không nhìn thấy chồng mà chồng không nhìn thấy vợ mà cũng chả biết là mình đang ở đâu nữa kìa lúc đấy có biết mình ở đâu đâu thì tôi mới bảo các bạn là đối thì thì có có phật phật hộ đó phật hộ còn cho cho ta ăn đá để sống lại đấy các bạn ăn đá mà sống lại được đấy ăn đá ăn cổ ăn lá đấy mà sẽ đưa chúng ta đến chỗ một đám rau hoặc một đấm của để chúng ta ăn vào để chúng ta thoát đấy là phật cái này là 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 là, là phật hóa thân để để độ chúng ta các bạn mà lúc đấy là đổi xác kim thân mà mắt sáng ra này phật độ thì khi đã phật độ rồi thì mắt lại sáng này thân xác thì thì đối hồn đối hồn thay xác này mà văng mà văng 7 7, 7 7 km trở lên thì chúng ta tôi kể cái câu chuyện vừa, uh, em bé em trai mà đập bơm lốp xe mà văng lên văng lên trời đấy các bạn Văng lên trời xong rồi đập xuống, đập xuống mặt đất. Văng lên bơm cái lốp xe mà quá 12 kg, 12 kg có nghĩa là cái trọng tải của cái lốp xe chỉ có 12 kg thôi nhưng anh bơm quá là nó sẽ nổ mà nó sẽ nổ cái hơi nó ra là nó sẽ đẩy cái em trai đấy lên 8m và xong lại đập lại mặt đường Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật cho hôm nay tôi xin phép lên, lên linh hồn của em để tôi chia sẻ cứu người để những ai nghe được thì cứu độ cái mạng sống của người đấy ở cái thời mạt pháp này thì chúng ta ngoài đọc kinh niệm phật ngồi thiền nhưng chúng ta phải đưa phật tánh vào trong tâm à, hôm nay lâu lâu rồi tôi không đọc chú đại bi bữa nay tôi đọc chú đại bi cùng các bạn nhé trước tiên thì đọc chú đại bi thì tôi đọc cho mẫu thần chú cho mẫu trước nhé vì thần chú của mẫu là cao nhất đó các bạn Khế thủ quy y tô tất đế đầu diện đánh lễ thất cu chi ngã kim xương tán đại chuẩn đề duy nguyện từ bi thì gia hộ nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề cu chi nẫm đán điệt tha án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha ý là tôi muốn nói là đưa phật tánh vào trong tâm đấy các bạn các bạn đọc mà như không đọc đọc thầm đọc thành lời đọc hơi thở và đọc ở trong máu, trong não đó các bạn. Để được thần Phật gia hộ cứu độ ở cái màn sàng lọc này đó các bạn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tôi đọc lâu lâu rồi, bữa nay tôi đọc chú Đại Bi cùng các bạn, các bạn đọc cùng tôi nhé. Nam mô Đại bi hồi thượng Phật Bồ Tát Thiên Thu Thiên Nhàn vô ngài Đại bi tâm Đà La Ni Nam mô Ác Ra Đa Na Đa Ra Già Ra Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Đề Thứ Bát Ra Già Bồ Đề Tát Đọa Bà Già Ma Ha Tát Đọa Bà Già Ma Ha Ca Lô Ni Ca Già Tát Bàn Ra Phật Sẽ Sô Đa Na Đa Tọa Nam mô thập Kiến Lật Đọa Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Đề Thất Phật Ra lang Đà Bà Nam mô Na Ra Cần Trì Hề Dị Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đầu Thấu Bằng A Thể Dừng Tát Bà Tát Đa Nam Ha Bà Già Ma Phật đạt Đầu Đán Điền Thán a Bà Lô Hề Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hề Dị Ma bồ đề tát đọa tát ba tát ba ma ra ma ra ma he ma he di đà dựng cú lô cú lô ít mong đồ lô đồ lô phật già già đế ma phật già già đế đà ra đà ra địa gì ni thất phật ra 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 ma ma phật mà ra mục đề lễ y he y he thân na thân na phật sa phật sa mờ ra sa lợi phật sa phật sa mờ ra sa sa hô lô hô lô he di ta ra ta ra tất di tất di tô lô tô lô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già di đế di già na ra cần tri địa gì thân ni na ba già ma na ta ba ha tất ra tăng mục hư gia ta ba ha dạ kiết ra tất ta dạ ta ba ha ma bà lì thăng ít ra dạ ta ba ha nam mô ra đất na ra ra dạ ra nam mô rì ra ba lô yết đế thức bằng ra dạ ta ba ha ấn tất điện đô mạn đa ra bà đà dạ ta ba ha an ấn điện đô mạn đa ra bà đà dạ ta ba ha ấn tất điện đô mạn đa ra bà đà dạ ta ba ha ha tôi chia sẻ đây là để các bạn cùng tôi yêu thương nắm tay nhau để cứu mạng sống của chúng ta đấy các bạn tôi cũng yêu thương muôn loài vạn vật và cũng biết đến yêu thương con người và nói những lời hay ý đẹp ái ngữ để cho mình mỗi ngày mỗi đối xác kim thân đấy các bạn thì bản thân tôi là tôi cũng thích vui thích khỏe thích đẹp mà tôi phải cố gắng tạo phước tạo công đức để mình cũng được đối xác kim thân và cũng được thần phật xoay chuyển thì khi cái chết của chúng ta đến thì chỉ có phước của chúng ta mới cứu được chúng ta ở cái màn này mà tôi trước khi chia sẻ thì tôi cũng có xin cha mẹ cha ngọc hoàng thượng đế mẹ phật mẫu diêu trì thần phật thánh tiên đấy các bạn long thần hộ pháp chư tôn bồ đề đạt sư tố bồ đề đạt ma các đấng thần này các bạn và chồng tôi cũng đã rời cuối khỏi hồng trần thì tôi cũng trước khi đi trước khi chia sẻ cái uh, câu chuyện này thì tôi đã xin về trên nói ra để các bạn uh, cùng tôi nắm tay nhau yêu thương để uh, lâm nạn các bạn nhé chúc các bạn mạnh khỏe bình an thì dự tính của tôi là chỉ có chia sẻ 3 đến 5 phút mà nó thành hơn 20 phút rồi thì không biết các bạn có để ý không đây Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thế âm Bồ Tát Nam Mô Di Lặc Tôn Phật